đọc phần chính, rồi sáng sư sẽ giải thích chia sẻ thêm về cái đề bài tài bài học ngày hôm nay. Dạ, xin mời. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thứ sa thứ. Con xin thay mặt đạo tràng đọc phần chánh kinh. Kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya chương 3, Tương Ưng Cô Xá Lá. Phẩm thứ 2, bài 9, không con. Nhân duyên ở Sa Vắt Thí, rồi vua Bá Xê Na Đí nước Cô Xá Lá vào buổi trưa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Bá Xê Na Đí nước Cô Xá Lá đang ngồi một bên: Thưa đại vương, đại vương đi từ đâu đến trong giữa trưa như thế này? Ở đây, bạch Thế Tôn, có triệu phú gia ở Sa Vắt Thí bị mệnh chung, và con đến để xem tài sản của vị không có con ấy được trở vào nội thành. Bạch Thế Tôn, có đến 8 triệu tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy đồ ăn của triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm có cháo tấm chua ngày hôm qua để lại, còn vải mặt chỉ mang vải gai may thành 3 tấm, còn xe thì đi xe nhỏ, cũ kỹ và hư nát, có gắn tán tre bằng lá. Thật như vậy, thưa đại vương, thật như vậy, thưa đại vương, một kẻ không phải chân nhân, thưa đại vương, giàu cho có được tài sản lớn, không đem lại an lạc cho mình, không đem lại an lạc cho cha mẹ, không đem lại an lạc cho vợ con, không đem lại an lạc cho các người phục vụ, cho các người làm công hoan hỷ, không đem lại an lạc cho bạn bè thân hữu. Đối với các vị sa môn, bà la môn, không thiết chí các sự cúng dường hướng thượng, có khả năng đưa lên thượng giới, đưa đến lạc quả, hướng đến thiên giới. Các tài sản của người ấy nếu không thọ dụng trơn tránh, thời vua chúa sẽ cướp đoạt, hay trộm cắp cướp đoạt, hay bị lửa đốt, hay bị nước cuốn trôi, hay bị con cháu thừa tự thù nghịch cướp đoạt. Sự việc là như vậy, thưa đại vương, các tài sản nếu không thọ dụng trơn tránh, đưa đến tổn giảm, không đưa đến thọ hưởng. Ví như, thưa đại vương, một hồ nước tại chỗ vắng người, với nước trong sáng, với nước mắt lạnh, với nước dịu ngọt, với nước trắng tinh, với bờ bến tốt đẹp và khả ái, nhưng không có người đến gánh nước, hay uống nước, hay tắm, hay sử dụng hồ nước ấy vào bất cứ công việc gì. Như vậy, đại vương, nước ấy không được thọ dụng trơn tránh sẽ đưa đến tổn giảm, không đưa đến thọ hưởng. Cũng vậy, thưa đại vương, một kẻ không phải chân nhân, giàu cho có được tài sản lớn, không đem lại an lạc cho mình. Sự việc là như vậy, thưa đại vương, các tài sản nếu không thọ dụng trơn tránh, đưa đến tổn giảm, không đưa đến thọ hưởng. Và bậc chân nhân, thưa đại vương, có được tài sản lớn, đem lại an lạc cho mình, đem lại an lạc cho cha mẹ, đem lại an lạc cho vợ con, đem lại an lạc cho người phục vụ, cho người làm công, đem lại an lạc cho bạn bè thân hữu. Đối với các vị sa môn, bà la môn, thiết chí các sự cúng dường hướng thượng, có khả năng thăng lên thượng giới, đưa đến lạc quả, hướng đến thiên giới. Các tài sản của người ấy được thọ dụng trơn tránh, thời vua chúa không cướp đoạt, hay trộm cắp không cướp đoạt, hay không bị lửa đốt, hay không bị nước cuốn trôi, hay không bị con cháu thừa tự thù nghịch cướp đoạt. Sự việc này là như vậy, thưa đại vương, các tài sản nếu thọ dụng tránh sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa đến tổn giảm. Ví như, thưa đại vương, một hồ nước không xa làng mạc hay thị trấn, với nước trong sáng, với nước mát lạnh, với nước dịu ngọt, với nước trắng tinh, với bờ bến tốt đẹp và khả ái, và có người đến gánh nước, hay uống nước, hay tắm, hay sử dụng hồ nước ấy vào bất cứ công việc gì.
Như vậy, thưa đại vương, nước ấy được thọ dụng chân chánh sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa đến tổn giảm. Cũng vậy, thưa đại vương, một bậc chân nhân khi được tài sản lớn đem lại an lạc cho mình, vân vân. Sự việc là vậy, các tài sản được sử dụng chân chánh sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa đến tổn giảm. Như nước trong tươi mát, nằm tại chỗ không người uống, người dùng, đi đến chỗ tổn giảm. Cũng vậy là tài sản kẻ hạ liệt có được, không từng thọ hưởng, lại không cho một ai. Kẻ trí tuệ sáng suốt, tài sản thâu hoạch được, biết thọ dụng phục vụ với bà con đoàn thể, trở thành như ngưu vương, nuôi dưỡng và giúp đỡ, vô tội khi bị chết, được sanh lên thiên giới. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh ạ. Dạ, con kính dâng mic đến thượng tọa Pháp Thanh để ngài thuyết giảng bài chánh kinh ngày hôm nay cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ, con xin dâng mic đến ngài. Dạ. Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng. Dạ, cảm ơn cô Nguyệt Quỳnh đã bóp bài, cảm ơn cô Pháp Môn Lào Cai đã đọc phần chánh kinh. Dạ, bây giờ sư xin chia sẻ giải thích thêm về cái câu Phật ngôn này. Dạ, trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp, xin cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô buddhaya. Nam mô dhammaya. Nam mô sangkaya. Đệ tử xin nghiêm thần cầu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tình thần cầu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bày gãy bánh xe sinh tử linh hồn, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tình thần cầu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo thương lương dược, năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần cầu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phạm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng pháp thể lắng nghe, chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì câu chuyện ở đây là có một cái vị bá hộ có tới 8 triệu đồng tiền gia. Nhưng mà cái vị này đó là không có người thừa tự. Sau cái vị bá hộ này chết thì cái tài sản đó được thuộc về nhà vua. Và vua Bát Xê Na Đi, Bát Tư Nặc đã đem cái tài sản đó về nhập vào kho của mình. Và đi đến gặp Đức Thế Tôn để nói lên cái sự kiện này. Mặc dù là cái vị bá hộ này rất là giàu có, nhưng mà ông ta sống một cái đời sống cơ cực, ăn thì ăn cháo gạo hẩm, cháo chua, rồi đi thì những cái cổ xe nhỏ, mặc thì những cái đồ không có giải thô xấu mà không có được tốt đẹp. Thì quý vị biết rằng trong cái khi mà chúng ta làm phước đó, thì do cái cách thức làm phước mà những cái kiếp tương lai thì cái quả nó trổ. Thì ở thế gian cũng có nhiều cái người đó thì có tài sản, nhưng mà cái
cái tâm kêu bỏ sẻn, không dám sử dụng cái tài sản của mình, à, không dám sử dụng cái tài sản để mà nuôi bản thân, cũng như là không có giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, hoặc là không có bố thí bất cứ đến một ai hết, nha. Thì có ba cách bố thí. Cách thứ nhất á, là như là chủ thí, tức là những cái người này á, họ sử dụng những cái đồ ngon, đồ tốt đẹp, họ cho những cái đồ mà xấu xa, dư thừa, ha. Rồi cái cách bố thí thứ hai là bằng hữu thí, tức là họ sử dụng những cái gì, những cái vật thực như thế nào, những cái đồ như thế nào thì họ bố thí những cái vật thực y như vậy. Cách thứ ba đó là độc thí, tức là mình sử dụng những cái đồ thô xấu, không có được tốt đẹp, nhưng mà mình bố thí đó là những cái đồ cao quý, mình ăn thì những cái thức ăn không có cao sang, nhưng mà mình cúng dường bố thí là những cái vật thực thượng vị, cho nên đó là do cái cách bố thí mà sau này nó sẽ cho quả. Rồi có những cái trường hợp là cái người này do cái hoàn cảnh lúc đó họ phát tâm, họ muốn làm phước bố thí, nhưng mà rồi họ không làm liền, sau đó thì cái tâm lùi sụp, rồi cái tâm bỏng sẻn nó cản trở, cho nên cái người này là mặc dù đã hứa cả kia nọ nhưng mà không có bố thí, rồi hoặc là có những hạng người họ có thể lúc mà họ vui vẻ thì họ hoan hỷ, họ muốn giúp đỡ quyến thuộc, giúp đỡ bạn bè, nhưng mà khi mà họ giúp đỡ xong rồi đó, cái người những cái thân bằng quyến thuộc hoặc là những cái người bạn bè của mình của họ đó làm những cái điều gì mà họ không có dư lòng, thì bắt đầu họ lại đòi lại tất cả những cái gì mà họ đã cho, đó. Cho nên đối với những cái người mà họ có cái tác ý, họ hứa họ làm rồi đó mà họ không có thực hành thì sao, thì những cái người này đó trong cái đời sống hiện tại bắt đầu họ thấy có những cái lợi lộc gì đó nó sẽ phát sanh đến cho họ, nhưng mà sao, nhưng mà có một cái sự cản trở, có một cái gì đó, cái chướng duyên, rồi cái lợi lộc, cái điều tốt đẹp nó không có phát sanh đến. Rồi có những cái người mà do mình bố thí, mình giúp đỡ cho người ta, nhưng mà rồi bắt đầu mình khi mà mình sân hận bực bội mình lại đòi lại hết, cho nên đó là cái tài sản nó phát sanh, nó cũng có, nhưng mà rồi sau đó là nó bị tổn giảm, bị thất thoát. Thành ra đó, khi mà chúng ta biết chúng ta làm những cái thiện sự đó, thì chúng ta phải làm cho nó một cách tốt đẹp, chính vì những cái nhân á, những cái nhân mình gieo nó không có tốt, cho nên đến cái lúc mà nó cho quả thì cái quả nó không có tốt được. Cái trường hợp thứ nhất là chủ nhân thí, tức là mình giống như người chủ vậy đó, mình cho những cái người mà tôi tớ, những cái người mà làm việc cho mình ăn những cái đồ tốt, những cái thức ăn thượng vị, mặc những cái đồ
đẹp đẽ, nhưng mà mình bố thí những cái loại mà thấp hèn nha. Thì sao? Thì sau này á, là cái quả nó cho mình sử dụng lại những cái đồ thô xấu, giống như cái ông bá hộ ở ở ở trong cái câu chuyện này. Mặc dù tài sản có rất là nhiều, nhưng mà mình sao không có dám sử dụng bị do cái quả hồi đó, đó mình cũng có bố thí, nhưng mà mình cho những cái đồ mà nó thấp thỏi ha, và những cái đồ dư thừa thế này thế khác đó, thì bây giờ cái quả nó đến là như vậy á ha. Còn mình bằng hữu thí, tức là những cái gì mình đang sử dụng mình ăn cái loại nào mình giúp mình bố thí cái loại đó, mình mặc cái loại nào mình giúp mà cái bố thí cái loại đó, đó. Thì cái quả nó sau này nó tương đối nó cũng còn tốt đẹp. Còn nếu mà dân cúng với cái sự tôn trọng, tức là mình ăn những cái đồ nó thô xấu, những cái thức ăn không có cao cao sang, mặc những cái đồ thô xấu, nhưng mà mình dâng cúng thì những cái thức ăn cao thượng, thượng vị, rồi những cái giải dốc mà mình cúng dường là những cái giải quý, giải tốt, thì những chúng sanh này sẽ có được cái quả sau này có được những cái vật dụng cao quý. Thì trong kinh đó, Đức Phật cũng có giảng dạy đó, người cúng dường vật vừa lòng hằng được vật vừa lòng, người cúng dường vật quý trọng hằng đi đến nơi quý trọng. Đó, thành ra do cái sự cúng dường bố thí thôi. Nếu mà chúng ta đó cúng dường mà với cái tâm cung kính thì cái người mà làm cái phước thiện đó có được hai cái phước, tức là cái phước về cái vật chất, và sau này sẽ được những cái vật cao quý tốt đẹp còn có cái tâm mà cung kính nữa thì được hai cái phước, tức là sau này vừa có tài sản nhưng mà cũng có địa vị, có được quyền thế. Cho nên nếu mà chúng ta biết cách thức để làm thì cùng một lúc mình sẽ có được tới hai cái phước. Quý vị thấy rằng có nhiều người họ giàu có nhưng mà họ không có địa vị ở trong xã hội là do cúng dường nhưng mà thiếu cái sự cung kính. Còn nếu mà khi mà mình làm những cái thiện sự bố thí cúng dường với những cái vật tốt đẹp cao quý thì sau này mình cái người có nhiều tài sản rồi mình có cái sự cung kính thì mình người vừa có tài sản lớn rồi có địa vị quyền thế trong xã hội, rồi khi mà chúng ta làm mà chúng ta cùng khuyến khích sức tấn những người khác cùng làm thì sau này sẽ là cái người giàu có mà có quyến thuộc đông là những cái người có giàu có tài sản, hoặc là những cái người mà ở trong trong hoàng thân quốc thích rồi chẳng hạn Cho nên người ta nói là cái vật cho không bằng cái cách cho. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu biết như vậy, khi mà chúng ta làm những cái thiện sự, nhất là trong cái việc mà bố thí cúng dường đó, thì mình phải làm cho nó được tốt đẹp. Mình gieo trồng những cái chủng tử, những cái nhân tốt đẹp cao quý, thì cái quả nó sẽ đem lại cái lợi lạc cao quý cho bản thân mình.
Thì quý vị thấy rằng cũng có nhiều cái gì bá hộ đó trong thời xưa cũng như thời nay, có những người họ có tài sản nhưng mà họ không có dám sử dụng, do cái keo kiết bỏng sẻn. Có nhiều khi mình hứa mình làm nhưng mà rồi mình không làm. Có nhiều khi là mình cho người ta xong rồi mình hối tiếc, mình đòi đòi trở lại. Cho nên nó là bây giờ cái đời sống bây giờ là cái tâm nó bị, nó còn cái tâm bỏng sẻn, tâm bỏng sẻn nó cản trở, cho nên nó là tài sản thì rất nhiều nhưng mà không không có dám sử dụng cho bản thân mình. Cho nên nó là Đức Phật dạy là trong cái đời sống chúng ta phải biết sử dụng cái tài sản một cách hợp lẽ. Đức Phật dạy khi mà cái tài sản phát sanh bằng chánh pháp, tức là sao? Tức là phát sanh lên bằng chính công sức, bằng cái sức lực mồ hôi công sức của mình được bỏ ra, thì chúng ta phải sử dụng cái tài sản một cách tốt đẹp để đem đến cái lợi ích trong đời sống cũng như đem đến những cái lợi ích trong ngày vị lai. Thì khi mà một người mà có tài sản, mình phải biết chia cái tài sản nó ra làm bốn phần. Một phần là gọi là đổ hố sâu. Đổ hố sâu ở đây là tức là cái gì? Chúng ta ăn uống rồi chi dụng, nhà cửa rồi này kia nọ hàng ngày ha. Thì cái tài sản này tại sao mình gọi là đổ hố sâu? Tại vì á, cái tài sản này mình sử dụng để nuôi mạng rồi mình nhà cửa rồi này kia nọ đó, thì khi mà mình sống như vậy đó, nó không có phát sinh cái lợi lộc nào hết. Không? Mà bây giờ á, cái này á, là mình ăn bao nhiêu á, cũng có thỏa mãn. Không? Nhu cầu cái đời sống á. Thí dụ như mình không có sự tri túc á, thì mình ăn uống rồi sử dụng tiền bạc rồi là nhà cửa xe cộ rồi kia đó. Đó. Rồi thứ hai, cái phần thứ hai đó là cái phần mà dành ra để tạo phước. Thứ hai là tại vì mình có thể dành một phần đó để phụng dưỡng cha mẹ, nuôi giúp đỡ thân bằng quyến thuộc ha, hoặc là chúng ta sẽ đem cái phần đó để cúng dường tạo phước. Rồi cái phần thứ ba đó, phần thứ ba đó là gì? Là mình đem đầu tư vào những cái ngành nghề làm ăn của mình. Chính những cái phần mà đầu tư này đó, nó sẽ đem lại cái sinh kế, cái lợi lộc hàng ngày để mình tiếp tục mình có tài sản nữa. Thấy không? Ví dụ như bây giờ cái người thương buôn, bây giờ lời được 10 đồng, lời được 10 đồng thì mình sử dụng chi dụng đời sống hàng ngày chừng 2 đồng 3 đồng ha, còn 1-2 đồng thì mình để giúp đỡ thân bằng quyến thuộc hoặc là mình đi tạo phước cúng dường, còn lại 3-4 đồng mình phải đầu tư vô cái việc mà buôn bán của mình, mình lấy thêm hàng hóa, mình lấy thêm để mình tích trữ những cái hàng hóa mà mình sẽ buôn bán ra ha. Thế còn bây giờ có 10 đồng mình xài hết thì mai mốt hàng hóa nó không còn nữa ha. Rồi cái cuối cùng là gì? Mình phải có một cái phần để mà dự phòng. Bữa nay mình còn khỏe, mình còn làm ăn được ha. Nhưng mà rồi khi mà mình lỡ bệnh tật nó xảy ra, hoặc là có một cái điều gì bất trắc, thì mình không có được cái sự hộ, không có được cái tài sản chuẩn bị cho những cái điều
bất trắc nó xảy ra. Cho nên là mình phải có một cái phần để mà dự phòng, để mình sử dụng khi cái trường hợp bệnh tật hay là hoặc những cái trường hợp bất trắc nó xảy ra. Đó. Thì khi mà chúng ta biết cách sử dụng như vậy đó, thì sẽ đem đến cái lợi ích trong hiện tại. Tức là chúng ta biết đem cái tài sản đó ra để chi dụng, để nuôi sống chúng ta, rồi cũng có giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, cha mẹ rồi ha. Rồi chúng ta cũng biết tạo phước để dành cho những ngày vị lai. Rồi chúng ta biết bằng cách là đầu tư lại để mà chúng ta tiếp tục làm ăn cho được tốt đẹp. Và một phần là để mình phòng hộ khi mà bệnh tật hay là hoặc có những cái việc bất trắc xảy ra. Đó, thì trong đời sống á, chúng ta biết chi dùng một cách hợp lẽ, đem đến sự an ổn hiện tại và ngày vị lai, thì đó là một cái điều tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta chỉ biết sử dụng trong đời sống hiện tại này mà mình không có biết tạo phước, thì cái tài sản đó nó sẽ mai một đi, hưởng trong cái đời sống hiện tại này thôi, cái ngày vị lai thì nó không có tài sản nữa đó. Cho nên nó là mình biết như vậy, rồi mình biết là cân phân trong cái tài sản. Ví dụ như bây giờ trong một tháng mình thu nhập bao nhiêu thì mình sử dụng nó vừa phải với cái tài sản mà mình có được. Chứ mình không nên mà tài sản chi dụng một cách phung phí rồi đem đến nợ nần. Thì quý vị thấy rằng trong cái đời sống mà mắc nợ là một cái điều hết sức là khổ sở. Khi mà mình mắc nợ thì ở đầu là mình phải lo lắng để mà trả cái khoản nợ đó. Nếu mà mình mà không có điều kiện, mình không trả được đó, thì bị chủ nợ người ta xài xẻ, người ta mắng nhiếc. Thậm chí hồi thời xưa đó những cái người mà thiếu nợ người ta, không có điều kiện mà trả được đó, thì bị sao khi mà người ta kiện lên quan vua xử kiện đó, thì sao người ta tẩm xuất, tức là người ta đuổi cái người đó ra khỏi quốc độ. Thành ra trong đời sống chúng ta phải biết tri túc, rồi cân phân giữa cái thu nhập và cái chi dụng của mình á, cho nó được tốt đẹp, thì khi mà không đem đến cái nợ nần á, cũng là một cái hạnh phúc ha. Đó, cho nên là cái trong cái đời sống chúng ta phải biết như vậy. Còn những người mà quý vị thấy rằng những người mà kém phước, những người kém phước mặc dù họ giàu có rất nhiều, nhưng mà cái tài sản của họ đó nó không có được lưu truyền một cách tốt đẹp, bị hỏa hoạn cháy tiêu hết, bị lũ lụt cuốn trôi, bị vua quan chiếm đoạt, hoặc là những cái người thừa tự đó, những người con cháu mà thừa tự đó, là nó phung phí, làm cho khánh kiệt tiêu tan hết cái tài sản đó, do những cái nhân từ quá khứ mà mình làm không có được tốt đẹp, cho nên là sau này là những cái tài sản đó nó bị thất thoát, không có còn ở. Thấy không? Bây giờ mình làm thì phải làm với cái sự hiểu biết và với trí tuệ, rồi chúng ta làm một cách tốt đẹp thì cái tài sản nó sẽ được phát sinh, hoặc là nó được bền vững. Thì trong kinh Đức Phật cũng nói đó,
Tức là cái người mà khi mà họ keo kiết bỏng sẻn á, giống như cái hồ nước, cái giếng, à, cái giếng mà ở cái nơi trắng vẻ, mặc dù cái nước nó rất là trong, à, nhưng mà không ai xem hết á, thấy không? Giống như cái tài sản nó có đó, nhưng mà cái tâm người này keo kiết bỏng sẻn, cho nên là ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, à, sử dụng giúp đỡ thân bằng quyến thuộc cũng không. À, chứ nói gì đến mà cái vấn đề mà cúng dường tâm bảo thì không có rồi ha. Quý vị thấy là họ ăn, họ còn không dám ăn nữa. À, mặc dù tiền bạc rất là nhiều, nhưng mà ăn là gạo chua, gạo hẩm, rồi mặc vải thô xấu, à, đi những cái chiếc xe, những cái kiệu là nó cũ kỹ, à, hư hỏng đủ thứ hết đó. Thành ra đối với những cái người này đó thì đừng có mong gì mà họ giúp đỡ ai á, ha. Đó, cho nên nó là khi mà chúng ta có được cái tài sản thì phải biết sử dụng cái tài sản đó hợp lẽ, đem đến cái lợi ích trong hiện tại và đem đến lợi ích trong ngày vị lai, à, chứ không nên mà khư khư chấp thủ và thầy đem đến cái tài sản mà nó không có đưa đến cái lợi ích trong đời sống, cũng như không có giúp đỡ bất cứ một ai hết. Cho nên á khi mà cái giếng nước mà nếu mà được người khác sử dụng, người ta sử dụng cái nước đó, thì cái nguồn nước nó ở trong cái mạch nó mới chảy ra nữa, thấy không? Còn cái mạch nó chảy ra bao nhiêu đó rồi không có ai lấy hết, thì nó cứ như vậy mà nó trở thành là tù động nữa, thấy không? Đó, cho nên nó là nếu mà mình biết sử dụng cái tài sản một cách tốt đẹp thì sẽ đem đến lợi ích cho chính bản thân, cũng như quyến thuộc, cũng như bạn bè. Rồi chúng ta biết cúng dường tạo phước, à, thì như vậy đó thì sẽ đem đến cái lợi ích. Rồi khi mà chúng ta làm á, làm với cái tâm mà cung kính ha, những cái vật thực, mặc dù là quý vị thấy rằng á, trong kinh á, có nhiều người đâu phải là cúng dường những cái vật mà cao quý vậy ha, nhưng mà với cái thành tâm, à, cung kính, với cái tâm ý trong sạch, à, rồi có sự cung kính đối với chư tăng, à, thì nó sẽ cho cái quả phước mà rất là nhiều kiếp mà những chúng sanh này đó là sinh ra ở trong cái dòng hoàng tộc hay là những cái người mà có giàu có địa vị, thì trong cái thời quá khứ đó thì cái câu chuyện về tiền thân của ngài Anuruddha đó, thì trong thời quá khứ đó, cái có một cái người này là chuyên hàng ngày đi cắt cỏ tranh để bán cho người ta, để mà người ta bệnh, để ta lợp nhà đó. Người này hai vợ chồng rất là nghèo, à, rồi người vợ thì hằng ngày đi vô làm thuê cho cái gia đình ông bá hộ, à, tức là vô trong đó rồi người ta kêu quấy xay lúa rồi này kia nọ, làm những cái công việc ở trong cái gia đình ông bá hộ á. Còn cái người chồng thì mỗi ngày đi vô rừng rồi cắt tranh để đem về bán cho người ta. Thì thường thường á là bà vợ mà sáng người chồng đi rất là sớm, bà vợ ở nhà sẽ nấu một phần cơm để sẵn cho người chồng, để khi mà cái người chồng cắt tranh về đó là ăn ha. Thì hôm đó thì cái
cái người mà cắt tranh đó gánh cái bó tranh về nhà, về tới nhà thì mới thấy có một cái vị Phật độc giác đi đến trước nhà. Thì cái người này hoan hỷ quá, hoan hỷ quá. Lâu nay là mình cực khổ, mình đời sống mình cơ cực quá là do mình không có tạo phước. Hôm nay là mình có sẵn vật thực và có một cái người, có một cái vị thọ nhận, cho nên là cái người chồng á mới vô nhà lấy cái phần cơm của mình á, lấy phần cơm của mình đặt bát hết cúng dường đến cái vị Phật độc giác. Cái vị Phật độc giác biết là cái người này cũng là cái người nghèo, cho nên nó là không có muốn nhận hết cái phần cơm mà chỉ nhận phân nửa thôi. Thì cái người mà cắt cỏ tranh á mới nói là xin ngài hãy nhận hết cái phần cơm, cái phần vật thực mà con cúng dường, và xin ngài hãy tế độ cho con đạt được cái sự an vui giải thoát hạnh phúc cao thượng. Thì vị Phật độc giác đã phúc chúc ngắn đến cho cái người mà cắt tranh, và sau đó thì trở về trong những cái tịnh thất ở núi Himalaya và chia sớt cái phần cơm này đến cho tất cả các vị Phật độc giác ở trong đó. Do cái thành tâm, cái tâm ý phát sanh, cho nên là mặc dù là cái người này cũng có một bữa ăn của mình thôi, nhưng mà cái tâm ý mạnh mẽ cho nên cái vật thực ở trong bát nó phát sanh ra, có thể mà chia sớt đến nhiều vị ở trong đó. Thì sau khi mà cái anh chàng mà cắt tranh này đó, ảnh làm phước quá, ảnh làm phước xong mừng vui quá, hoan hỷ, ảnh đến anh mới báo tin cho bà vợ mình. Thì ông bá hộ ổng mới nghe vậy, ổng nói là thôi bây giờ là bây giờ cái bữa ăn đó mà anh bố thí đó, bây giờ anh bán lại cho tôi đi, tôi sẽ trả anh là 2 đồng tiền vàng. Nhưng mà cái anh chàng cắt tranh này nhất định là không chịu. Rồi lần hồi riết tới ổng trả 100 đồng tiền vàng, mà anh này cũng không gì ham tiền mà nhường cái phần phước đó ha. Rồi cái bắt đầu tiếng đồn lan xa đến nhà vua. Thì nhà vua mới hỏi là có phải là như vậy hay không. Thì anh này xác nhận là có như vậy đó. Thì nhà vua mới là thấy cái anh này phát tâm một cách mạnh mẽ như vậy đó, cho nên là nhà vua đã cho anh này làm trưởng một cái khu làng. Làm trưởng khu làng là có quyền thu thuế trong cái làng đó đó. Vậy đó. Đó, thành ra từ một cái người mà nghèo khổ, hàng ngày là phải đi cắt tranh để bán. Mà bây giờ là trở thành một cái anh trưởng làng. Thì quý vị thấy rằng do nhờ cái phước, cái sự bố thí cúng dường, cái tâm mạnh mẽ ở trong cái lúc mà làm thiện sự, cho nên là gọi là phước trổ trong hiện tại. Thì từ đó cái đời sống của họ cũng bớt cơ cực đi. Rồi sao? Rồi từ cái kiếp sống đó mà trải qua nhiều kiếp ấy, thì từ một cái người nghèo khổ mà cái vị này đó trở thành những cái vị chư thiên ở cõi trời. Rồi rất nhiều kiếp là làm vua chúa, làm chuyển luân thánh dương ở thế gian, cho đến kiếp cuối cùng thì được xuất gia và chứng đắc quả vị A-la-hán. Chính vì cái sự bố thí cúng dường với cái tâm lực mạnh mẽ, và cúng dường với cái tâm mà cầu mong đạt đến cái sự giải thoát,
chứ không có tham cái giàu sang phú quý, không? À, nếu mà cái người mà tham tiền á, thì khi mà ông bá hộ ông trả 10 đồng tiền vàng rồi 100 đồng tiền vàng, cái người này sẽ chia bán cái phần phước lại. Nhưng mà anh này dù là ông bá hộ có trả 100 đồng, 1.000 đồng, anh này cũng nhất định là không có cho cái phần phước này. Nhưng mà khi mà ông nghĩ thôi giờ mình không bán, giờ thôi mà chia phước thì anh này đồng ý chia phước cho ông, chứ còn mà bán là nhất định là không bán đó. Cho nên từ đó mà chúng ta thấy rằng đó, khi cái bữa ăn của người cắt tranh thì quý vị thấy là nó đâu phải là thượng vị cao quý gì ha, nhưng mà nhờ cái gì, do cái tâm lực mạnh mẽ, hoan hỷ trong cái thiện sự mình đang làm, rồi á, là sau khi làm mình thấy rất là hoan hỷ với cái thiện sự mà mình đã làm xong, là cái phước nó sẽ trổ trong hiện tại, trong đời sống và trong nhiều kiếp sống, cho đến khi mà tu tập đạt đến quả vị giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên là trong nhiều cái chuyện mà tiền thân của Đức Phật, hoặc là những cái chuyện quá khứ mà các vị chứng đắc quả vị A-la-hán, rồi các vị hoan hỷ khi mà có cái thiên nhãn thông đó, nhớ lại, thấy lại các cái kiếp quá khứ của mình đã tạo những cái nhân duyên gì để mà đến cái thời điểm hiện tại đạt đến cái thánh đạo thánh quả, thì các vị sẽ nói lên những cái dần kệ để mà nói lại cái công hạnh của mình. Quý vị thấy rằng cũng trong đó cũng có nhiều cái tích chuyện những vị là đạo sĩ, những vị là đạo sĩ đang tu ở trong rừng á, nhưng mà khi mà gặp Đức Phật và chư tăng á, các vị này cúng cái gì? Cúng những cái bông súng, những cái củ sen, củ súng mà họ lấy họ làm vật thực á, họ cúng dường đến Đức Phật và chư tăng bằng những cái vật dụng đó thôi. Nhưng mà đó, cái phước nó trổ sanh trong rất nhiều kiếp sống do cái tâm cung kính, do cái sự hoan hỷ trong cái thiện sự của mình. Mặc dù những cái vật cúng này đó, nó không phải là gì cao quý lắm, nhưng mà với cái tâm hoan hỷ trong khi mình làm, rồi sau khi làm mình hoan hỷ, và cái sự thành tâm cung kính một cách tốt đẹp trong sạch, và những cái vị này dâng cúng để hướng đến cái sự tu tập đi đến giải thoát, chứ không có cầu mong, không cầu mong là được tài sản nhân giới thiên giới vậy. Cho nên là do cái quả phước mà nó trổ từ những cái nhân những cái chủng tử tốt đẹp trọn vẹn trong sạch, thì nó sẽ đem đến những cái lợi ích cao thượng trong đời sống cho những cái chúng sanh mà có sự thành tâm này. Cho nên là khi chúng ta làm đó, thì chúng ta nhớ chúng ta làm có ba thời kỳ, tức là trước khi làm, thí dụ bây giờ quý vị là làm một cái buổi lễ trai tăng chẳng hạn, thì trước khi mình làm mình hoan hỷ rồi, mình sắp xếp mà mua vật thực như thế nào ha. Rồi khi mà chúng ta cái ngày mà chúng ta làm cái thiện sự đó, cái ngày mà chúng ta trai tăng á, thì chúng ta cũng hoan hỷ hôm nay mình làm được những cái thiện sự, khi chúng ta cúng dường những cái vật thực hoặc là bốn món vật dụng gì đó, chúng ta cũng có cái sự hoan hỷ. Rồi sau khi mình làm xong á, mình chiêu lại là ngày sau mình nhớ lại á,
mình cũng hoan hỷ với cái thiện sự mà mình được làm, tức là tư tiền trước khi làm, tư hiện là ngay khi làm, tư hậu là sau khi làm. Nếu mà chúng ta có đầy đủ ba thời như vậy, rồi chúng ta làm với cái tâm hợp trí, rồi chúng ta làm để cầu mong là diệt trừ những cái phiền não, đoạn trừ những cái tham đắm ở trong thế gian này, cầu mong đạt đến sự giải thoát. Thì như vậy đó, thì khi mà cái quả nó trổ sành thì rất là mạnh mẽ, và chúng ta gặp những cái điều thuận lợi tốt đẹp trong cái đời sống, cũng như hướng đến cái sự thực hành giáo pháp, tu tập để được giải thoát. Còn nếu mà chúng ta làm, chúng ta có đầy đủ tam tư, thiếu cái tư tiền hoặc tư hậu, cho nên cái nhân thì nó không có tròn đầy, không mạnh mẽ, cho nên cái quả nó sẽ kém đi. Hoặc là chúng ta làm rồi chúng ta không có hợp trí, không có sự hoan hỷ, thì cái quả nó cũng trổ một cách yếu ớt. Cho nên là nếu khi chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta làm cái thiện sự thì chúng ta sẽ làm với cái tâm hợp hiểu biết, đầy đủ tam tư, thì như vậy thì cái quả trong ngày vị lai nó sẽ rất là tốt đẹp, mạnh mẽ. Còn nếu mà mình làm với cái tâm mà hời hợt, rồi cầu mong, hoặc là làm với cái tâm phiền não, còn tính toán so đo, hoặc là mình cho xong rồi mai mốt mình đòi lại, hoặc là khi mà mình vui á, vui cái mình hứng lên, cái mình hứa mình cho, nhưng mà rồi cái sau này cái mình bỏ lơ mà không làm, mình không cho, thì sao? Thì khi mà chúng ta gieo trồng những cái nhân như thế nào thì cái quả trong ngày vị lai nó sẽ cho như vậy. Để chúng ta thấy rằng trong đời sống của chính bản thân mình cũng như mà những chúng sanh khác, có những cái điều mà người ta, tại sao mà trong đời sống người ta gặp cái sự thuận lợi tốt đẹp, có tài sản, có địa vị, có được mọi người cung kính, có quyến thuộc đông, còn những người thì nghèo khổ bình cùng. Rồi có lúc đó thì mình thấy cái lợi lộc nó sẽ phát sanh, nhưng mà rồi cái bắt đầu nó bị những cái chướng ngại, nó mất. Đó, thành ra là mỗi cái quả trong hiện tại này đều xuất phát từ cái nhân trong quá khứ, để chúng ta hiểu biết, để trong đời sống chúng ta sẽ thực hành các cái thiện sự một cách mạnh mẽ, tốt đẹp, thì ngày sau, trong ngày vị lai, thì quả nó sẽ trổ sành một cách tốt đẹp, chứ không phải giống như cái ông bá hộ này, tài sản nhiều mà không dám ăn, không dám mặc, rồi cuối cùng khi mà chết đi không có ai thừa tự, thì cái tài sản đó thuộc về nhà vua. Thì qua cái câu thứ 9 này thì cũng xin giải thích với quý vị đôi điều để chúng ta có sự hiểu biết, để trong đời sống hiện tại này chúng ta lựa chọn gieo trồng những cái chủng tử cho được tốt đẹp, đem đến lợi ích trong đời sống hiện tại và ngày vị lai. Và bây giờ xin với phước báo này cũng xin cầu mong chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng pháp thể gia ngang, chúc tất cả quý tu nữ nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong chư thiên xung quanh nơi đây cũng như xung quanh các chùa cũng như xung quanh tư gia của quý vị xin quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung kính chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Xin mời giáo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ, sa thứ. Chúng con xin kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng phần chánh kinh ngày hôm nay để chúng con có thêm được sự tấn hóa, sự lợi ích. Dạ, sau đây con xin phép dâng mấy kinh đạo tràng, xem đạo tràng có câu hỏi gì để mà ngài sẽ chia sẻ thêm cho. Dạ, con kính thỉnh ngài người uống nước chờ câu hỏi của đạo tràng. Dạ, con xin phép dâng mấy kinh đạo tràng. Dạ, alo, alo ạ. Con xin kính mời bàn tay của đạo tràng thảo luận đề tài bài học ngày hôm nay nhé. Dạ, thưa ngài, cho con xin phép được đọc một câu hỏi của chị Tina. Bạch ngài, khi em trong nhà không chọn niềm tin vào Tam Bảo, nghĩ rằng lo bản thân mình chưa xong thì làm sao lo được cho người khác, thì khuyên như thế nào cho hợp lý ạ? Dạ, con kính dâng mắt lên ngài để ngài chia sẻ thêm cho Sitina về cái vấn đề này ạ. Dạ. Dạ, Sitina đợi ngài một chút nhé. Ngài nghỉ ngơi một chút rồi ngài trả lời luôn. Dạ, dạ con xin được phép đọc lại câu hỏi ạ. Bạch ngài, khi chị em trong nhà không chọn niềm tin vào Tam Bảo, nghĩ rằng lo bản thân thì chưa xong mà làm sao lo được cho người khác, thì nên khuyên như thế nào cho hợp lý? Dạ, con kính dâng mic đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Cà Giá. Thì thật ra đó, cái này nó xảy ra rất là nhiều. Khi mà chúng ta làm những cái thiện sự tạo phước cúng dường, thì có đôi lúc á, những cái thân bằng quyến thuộc của mình á, họ chưa có biết đạo á, họ không có quan hỷ. À, họ muốn là họ muốn là mình phải giúp đỡ cho họ, thấy không? Chứ đừng có đem cúng dường này kia nọ. À, có nhiều gia đình, thấy không? Người vợ đi cúng dường Tam Bảo thì ở gia đình á, những đứa con hoặc là ông chồng nói hở hở cái đi cúng chùa này kia nọ, đủ thứ chuyện hết ha. Hoặc là có những người em út rồi trong gia đình á, khi mà đi làm phước cúng dường rồi họ cũng không có quan hỷ, thấy không? Họ muốn là để thay vì mà đi cái cúng dường kia nọ đó, phải cho cái đó để cho nó cho họ xài. Thì ở đời là nó như vậy đó, họ không có thích làm những cái chuyện phước thiện. À, quý vị thấy rằng có nhiều gia đình khi mà mình đi làm những cái việc mà bố thí giúp đỡ người khác, cúng dường Tam Bảo đó, thì những người thân bằng quyến thuộc đó, họ cái tâm họ bỏng, họ không có muốn. Thì bây giờ đó, cái chuyện đó là cái chuyện của người đó. Nếu mà họ là những người mà có nhân duyên ấy, thì mình sẽ từ từ để mình giải thích, mình khuyến quá để cho họ có sự hiểu biết, không? Đó, thì bây giờ á, mình sẽ nói bây giờ á, cái đời sống hiện tại này nè, là mình nhờ những cái phước từ quá khứ mình đã tạo, cho nên cái đời sống hiện tại này mình được hưởng, không?
giống như mùa màng mình đã gieo từ trước rồi, rồi mình thu hoạch. Bây giờ ở trong nhà mình có lúa, có gạo này kia ăn, là nhờ một năm trước, những tháng trước mình đã gieo trồng. Bây giờ mình có gạo để mình ăn, mình sử dụng. Nhưng mà bây giờ mình không biết, mình đem những cái một phần cái lúa mình thu hoạch được đó, à, mình đem làm giống để mình gieo trở lại. Thì khi mà mình ăn hết cái này rồi á, làm sao mà có để mà mình sử dụng tiếp. Đó. Cho nên đó là mình sẽ tìm cách để mình giải thích, để mình khuyến hóa cho họ. Nhưng mà có những người là họ bảo thủ. Họ bảo thủ. Họ nói là mình lo trong nhà, không lo. Đi làm chuyện bao đồng, đi giúp đỡ ngoài xã hội, đi cúng chùa, cúng chiền kia nọ. Thành ra đối với mà những cái người mà họ có cái tâm mà bón rít, bỏng sẻn, kèo kiết, bảo thủ thì thôi. Thì thôi, cái việc của mình thì mình làm. Nếu mà họ quan hỷ, họ tùy hỷ với cái phước mình á, thì sau này họ sẽ cũng có là những cái điều kiện tốt đẹp. Nhưng mà họ là cản trở này, thế này thế khác, thì cái chuyện đó là cái tâm tư của mỗi chúng sanh. Còn cái việc thiện mình làm thì mình cứ làm. Nếu những thân bằng quyến thuộc nào cùng đồng tâm hiệp lực mà làm những cái thiện sự, thì mình có thể mình sách tấn, mình khuyến quá, mình rủ người ta cùng làm. Còn nếu mà thấy người ta không có quan hỷ với cái thiện sự thì thôi, mình âm thầm mình làm là nó sẽ tốt đẹp. Chứ còn nhiều khi bây giờ cái người mà họ chấp thủ, họ không có cái tâm mà để làm những cái thiện sự đó, mà mình nói với họ, mình giải thích với họ thì cũng không có đem đến cái lợi ích gì nhiều. Cho nên là chúng ta thấy cái điều tốt đẹp, những cái thiện sự cần phải làm, cần phải làm thì mình mạnh mẽ mình làm. Còn cái vấn đề mà những người xung quanh á, họ quan hỷ thì càng tốt, mà họ không quan hỷ thế này thế khác, thì mình cũng vẫn mạnh mẽ mình làm, thì để đem đến cái lợi ích cho mình. Chứ còn nếu mà mình nghe lời họ đó, đi giúp, quý vị thấy rằng có những người thì họ muốn người khác giúp đỡ mà, chứ họ không chịu làm. Thành ra đối với những cái chúng sanh đó, thì bây giờ quý vị có giúp đỡ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đủ cho họ tiêu phí. Thì cái trường hợp mà cái người cháu của ông cấp cô độc đó, quý vị biết rằng cha mẹ của cái cậu công tử này cũng giàu có lắm chứ. Sau khi qua đời rồi để lại cái tài sản cho cậu này, nhưng mà ông không có làm, ăn chơi trác tán riết, tiêu tan hết tài sản. Rồi cái lớn đến nhờ giả ông cấp cô độc, thì ông cấp cô độc cũng khuyên nhủ, cũng nói này kia. Rồi ông cấp cô độc mới cho một phần để mà kêu cậu này về ráng lo gây dựng lại sự nghiệp, ráng lo làm ăn. Nhưng mà rồi cũng chứng nào tật nấy. Cái khi mà được ông cấp cô độc cũng giúp đỡ, thì cậu này đem những cái số tiền mà ông cấp cô độc giúp đỡ trác tán tan hết. Rồi lần thứ hai đến, lần thứ ba thì ông cấp cô độc nhất định là không có cấp nữa, không có cho nữa. Với những cái người đó thì bây giờ quý vị cho bao nhiêu bây giờ nó cũng đủ đó. Nhưng mà là mình đi cúng dường, mình đi làm phước, mình giúp đỡ cho những cái người khổ sở, mình cúng dường tới tam bảo á, thì họ mỉa mai, họ nói này nói kia, nói đó, đủ thứ chuyện á. Thì cái trường hợp nó xảy ra rất là nhiều. Kệ, bây giờ cái vấn đề mà
họ nói là cái quyền của họ. Còn chúng ta thấy những việc mình cần phải làm, những cái thiện sự mà chúng ta làm để đem đến cái lợi ích cho bản thân mình trong ngày vị lai, thì chúng ta sẽ làm mạnh mẽ. Còn nếu họ hoan hỷ, tùy hỷ thì họ phước. Còn nếu mà họ không hoan hỷ, họ mỉa mai, họ chê trách thế này thế khác, thì cái đó là cái quyền của họ. Còn cái vấn đề mà giới trí tuệ, mình thấy những việc có điều kiện để làm và cần phải làm, thì chúng ta sẽ làm một cách trọn vẹn, tốt đẹp để đem đến cái lợi ích cho bản thân mình. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Tina và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thứ, chúng con xin kính chị em ngài. Dạ, con xin kính mời bàn tay của đạo tràng thảo luận đề tài bài học ngày hôm nay nhé. Dạ, thưa ngài, trong khi chờ đợi câu hỏi của đạo tràng, con xin phép được hỏi câu như thế này. Dạ, thưa ngài, như là cái sự bỏng xẻng tiếc của này á, của người này là do là cái thói quen hàng ngày hay là do nghiệp quá khứ nó cứ gọi là nó là nghiệp quá khứ, đến bây giờ nó vẫn cứ bị bỏng xẻng như vậy, thì là do nghiệp hay là do thói quen tích trữ ở đời này ạ? Dạ, thưa ngài, mong ngài chia sẻ thêm cho con được sự hiểu biết về cái vấn đề này ạ. Dạ, con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì những cái mà gọi là cái tánh á, cái tánh á là cái gì? Là những cái tiềm miên, những cái tiềm miên nó được tích trữ từ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên là gọi là cái tánh, hay là ở ngoài đời ta nói là cái tật đó, ta nói cái bệnh á, cái bệnh á thì chữa được, nhưng mà cái tật là chữa không được. Hay là ta nói chứ cha mẹ sanh con với trời sanh tánh. Thì những chúng sanh này đó, do những cái tiềm miên từ quá khứ đó, nó thành trở thành một cái quân tập như vậy đó, nó trở thành cái gọi là cái tánh hay là cái tật. Thì cái này nó rất là khó trị. Mặc dù có nhiều người á, có nhiều người họ cũng biết làm phước, cũng biết tạo phước, nhưng mà những cái tiềm miên này á, nó có đôi lúc nó cũng gây cản trở. Thì cái câu chuyện mà cái ông bá hộ này á, ổng cũng bỏng sẻn lắm, nhưng mà ổng quá khứ ổng cũng từng tạo phước, cho nên có cái nhân duyên á, để mà chứng đắc sơ đạo sơ quả. Thì lúc đó là Đức Phật quán xét thấy đến lúc mà để tế độ cho ổng. Nhưng mà ông này á, ông bỏng sẻn dữ lắm, mà còn đỡ hơn ông cái ông trong câu chuyện này một chút. Là ông đi, ông mỗi một tháng vậy đó, là những cái vị bá hộ được vô cung để mà chầu nhà vua một lần. Thì cái bữa đó ông ta đi trên đường, thì ông ta thấy một cái đứa trẻ đó, nó cầm cái bánh bột chua. Cái bánh bột chua nó ăn ha. Ông ta thèm, quá thèm luôn. Bà vợ ông thì nó rộng rãi lắm ha. Cho nên là ông ta thèm cái bánh bột chua lắm, mà không có dám nói với bà vợ. Thèm riết mà tính đổ bệnh luôn. Đổ bệnh xong rồi mới mời mấy ông thầy lang đến để mà bốc thuốc, nhưng mà uống thuốc nó không hết. Thành ra mấy ông thầy lang nói thôi,
Ví dụ này chắc bị gì cái tâm bệnh quá, thôi bây giờ bà hỏi ổng có muốn gì thì nói, chứ còn bây giờ mà nếu mà uống thuốc là nó không có hết, thì bắt đầu bà vợ mới mới hỏi gặn hỏi riết thì ông ta mới nói ra, mới nói là bữa đó tôi đi chầu vua, trên đường đi từ chỗ thấy cái đứa nhỏ đó, nó cầm cái bánh bột chua nó ăn mà tôi thèm quá. Cái bà vợ nói trời ơi, tưởng ông đòi ăn cái gì chứ mà ông ăn cái đó hả? Để tôi kêu tụi nhỏ xài bột làm cho cả cái khu phố này. Ông cự, ông nói chứ bà giàu quá ha. Thế bắt đầu bà mới sừng lại, bà nói thôi để tôi kêu tụi nó làm á, cả nhà mình cùng ăn. Ông không chịu, ông chịu nữa. Các bà nói thôi để tôi sao rồi tôi làm tôi với ông ăn. Ông nói sao có bà trong này nữa. Thành ra ông muốn bà làm bánh cho một mình ông ăn thôi. Cái bắt đầu ông mới sợ làm gia nhân con cháu rồi nó thấy đòi ăn hao tốn, cho nên là bà biểu ổng á xay bột xong rồi đem lò đem củi rồi lên tuốt ở trên cái lầu cao á để mà làm nha. Nhưng mà cái nhân viên ổng nó tới thì Đức Phật mới gọi ngài Mục Kiền Liên á đi đến để dẫn dắt cho ổng. Thì ngài mới dùng thần thông, bà mới chiên cái bánh là bắt đầu ngài dùng thần thông, ngài đứng ngay trước cửa sổ trên cái lầu nhà ổng á. Ổng nói chứ trời đất ơi, tôi đã sợ lắm rồi, tôi trốn lên tới tuốt trên cái lầu này nè, mà vậy mà sao mà có cái ông sa môn nào đâu mà ông đứng ông chờ nữa hả. Cái bắt đầu bà chiên cái bánh thứ hai, bà chiên cái bánh thứ hai rồi đó, cái tâm bỏng sáng mà ông ấy suốt kiểu bà giờ bà lấy cái đầu đũa bà chấm một chút xíu thôi, bà chiên cho ổng cái bánh thiệt là nhỏ, bà đem bà cho ổng cho rồi. Cái bắt đầu bà chấm có chút xíu à, nhưng mà ngày Mục Kiền Liên này dùng thần thông, bà càng chấm nhỏ chừng nào thì cái bánh nó càng lớn như nấy. Mà cái tâm mà bỏng sẻn mà thấy cái bánh lớn quá ổng tiếc, ổng không cho cho nên cái bắt đầu cái ông mới nói chứ bây giờ mà dù cho ông có đi qua đi lại tôi cũng cho ông hết. Cái nhà mới dùng thần thông là đi giữa hư không ngang qua ngang lại trước cái cửa sổ nhà ông á. Cái cuối cùng cái ông nói chứ bây giờ ông mà có dùng mà khói lửa rồi khi nào tôi cũng không cho nữa, nó đi. Cái bắt đầu cái nhà mới dùng thần thông quát khói xì vô trong nhà ông tràn ngập hết. Lúc đó ông ngọt thở quá, chịu hết nổi rồi. Ông nói chứ thôi vậy, mà coi cái bánh nào mà cho ổng đi, cho ổng đi khuất mắt cho rồi đi, để ở đây ổng mấy đó. Cái bắt đầu ngài mới dùng thần thông nguyên cả một cái rổ bánh vậy đó, cái bánh nó dính chùm lại rồi, dính chùm lại hết. Cái bắt đầu ổng tiếc quá, ổng chưa ăn cái nào mà bây giờ ấy mà gỡ ra thì gỡ không được đó. Cái ổng nói thôi bà đem bà cho ổng hết đi, cho ổng đi cho rồi chứ xả khói vô chịu hết nổi rồi đó. Thì bắt đầu bà mới bưng nguyên cái rổ bánh và cúng dường đến cho ngài Mục Kiền Liên. Thì ngài Mục Kiền Liên á mới nói là bây giờ là nếu mà ông cúng dường á thì ông phải đi theo tôi thì đến để cúng dường Đức Phật. Thì lúc đó mới nói chứ bây giờ từ nhà ổng lại chùa Kỳ Viên xa quá làm sao mà đi được. Ngài nói đi theo ngài. Thì ngài mới dùng thần thông ngài quá một cái cầu thang từ ngay chỗ nhà ổng mà đi đến cái cổng chùa Kỳ Viên luôn. Thì sau khi mà đi đến rồi đó thì ổng mới đem cái rổ bánh đó đến cúng dường với Đức Phật và chư tăng. Thì do cái năng lực thần thông của ngài Xá Lợi Phất thì coi như từ một cái rổ bánh đó mà tất cả chư tăng đều thọ nhận được cái sự cúng dường của ổng. Sau đó thì
Đức Phật đã thuyết thời pháp và an trú ông ta trong cái sơ đạo sơ quả. Thì ở đây chúng ta thấy rằng những cái bản tánh, những cái bản tánh, những cái sự mà chấp thủ bỏng sẻn keo kiết này nó từ nhiều đời nhiều kiếp, thấy không? Rồi chính những cái sự bỏng sẻn keo kiết này từ quá khứ rồi tạo những cái nhân để nó tiếp tục nó hiện khởi trong cái đời sống hiện tại. Cho nên là với những cái người mà khi quý vị học ở trong cái lộ trình tâm á, cái người sân thì sao, nhiều đời nhiều kiếp đã sân ha, rồi họ tục sân trong cái đời sống hiện tại này có cái nhân sân nó đi theo. Cho nên á, những chúng sanh mà đa sân, dễ sân là đã nó tìm miên nhiều đời nhiều kiếp rồi cho nên á là trong cái đời sống hiện tại này hả, mà những cái người này á đụng tới là chỉ cần một cái việc nhỏ thôi là họ đã sân rồi thành ra cái bản tánh á, là nó đã tìm miên trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp rồi ha. Mình nói là cái bản tánh hay là cái tập của chúng sanh thì nó đã được quân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi cho nên là và rất khó mà sửa đổi cho nên mà chúng ta hiểu như vậy đó thì nó do nhiều vừa do những cái sở hành, vừa do những cái sở hành trong thứ, rồi cộng với cái quả cho trong ngày hiện tại nữa, mà nó trở thành cái đời sống của cái chúng sanh đó ha. Thành ra đó, cái nghiệp quả chúng sanh đó, là Đức Phật nói rất khó mà phân tích, có rất khó mà chia sẻ, rất khó hiểu biết được ha. Cho nên đó là qua cái hành xử, qua cái thân biểu tri, khẩu biểu tri, thì chúng ta chỉ biết được một phần nào của chúng sanh đó mà thôi. Chứ còn bây giờ mà mình tìm hiểu cặn kẽ thì nó rất là khó. Mà xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Nguồn Lào Cai. Nhiều sức khỏe, an vui, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sao thú, chúng con xin kính tri ân ngài ạ. Đúng là cái này nó là những cái thứ nó như sư dạy như vậy thì là nó cũng do nghiệp quá khứ nữa mà đến bây giờ. Dạ, xin kính mời bàn tay của đạo tràng. Dạ thưa sư, nhưng mà nếu như mà về cái nghiệp quá khứ đến như cái huân tập ấy, sự nhiều đời nhiều kiếp ấy, thưa sư, nhưng mà nếu mà cái tính bòn xẻn như vậy thì người ta đến ăn người ta không dám ăn, chứ đừng nói chuyện là người ta cũng dường, mà tại sao mà lại vẫn có nhiều người cũng giàu, sự nhận có nhiều người vẫn giàu ấy. Dạ con thấy có bàn tay của huynh Hành Pháp. Dạ con xin phép mời bàn tay của huynh Hành Pháp nha. Con xin được xuống mic này, mời huynh. Nắp giá. Dạ, con thành kính lãnh lễ chư Trung Đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, xin phép kính Hành Pháp nha. Tại Như Pháp có rất ít thời gian mà thấy bài Pháp ngày hôm nay, nghe bài Pháp ngày hôm nay và nghe những câu hỏi rất là hay. Mà Như Pháp có một cái thắc mắc nên Như Pháp xin phép chư Vịnh Hành Pháp nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, con thành kính lãnh lễ chư Trung Đức Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, con kính bạch Thượng Đạo Pháp Thanh. Dạ, sư cho con hỏi một câu trong lòng con rất là thắc mắc. Dạ, cảm ơn huynh Hành Pháp. Dạ, con có vài người bạn
họ thấy con làm phước á, thì họ rất là hoan hỷ. Nhưng mà thay vì họ hoan hỷ với cái phước báo mà con tạo á, thì họ hùng phước với con, thì họ không hùng, nhưng mà họ lại muốn mà họ làm riêng á, thì họ biểu con á, thì cho họ mượn tiền. Xong rồi con thí dụ là xin lỗi phát nguồn Lào Cai nha, lấy phát nguồn Lào Cai làm thí dụ để cho mà sư dễ hiểu, lại có phát nguồn Lào Cai trước máy. Dạ thì phát nguồn Lào Cai đi, thấy như pháp làm cước thì thấy như pháp làm cước quan hỷ quá, thôi cho phát nguồn Lào Cai hùng giới. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì không có tiền, nên là cho mượn tiền. Cho mượn tiền xong rồi thì thí dụ đi, mượn 100 ngàn đi. Thấy 100 ngàn mà mình dân cúng thì cũng ít quá, nên là kêu Như Pháp là coi như phần cho mượn 100. Rồi thì Như Pháp phải bỏ thêm 100 để thành 200, để dân cái tình tài đó, cái vật đó đến với Chư Tăng, cho nó lớn lớn, cho nó nhiều một chút. Thì mãi của con á, con gặp trường hợp những người bạn như vậy đó, những người đạo hữu như vậy đó, thì câu hỏi của con á là nếu quả trổ đến với những vị này thì trổ như thế nào, làm thiện đó, nhưng mà như vậy thì quả trổ như thế nào. Và con cũng vì bạn bè nên con cũng cho mượn tiền. Dạ, con cũng cho mượn tiền, mặc dù con đã bỏ ra một số lớn rồi, con dân cúng rồi, nhưng mà khi vị này biểu thì con cũng làm. Dạ, như vậy thì hai cái quả này đổ như thế nào, con kính bạch Thượng Tọa Pháp Thanh chỉ dạy cho con để con đỡ biết đường tu tập bạc. Và con kính nhân mít đến ngày. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Hồi đó ngài Hòa Thượng Pháp Lạc ngài hay nói là nhân nào quả nấy anh ơi, thấy không? Khi mà chúng ta cái tác ý mình làm phước như thế nào á thì nó sẽ cho quả y như vậy. Nếu mà bây giờ á mình phát tâm mình làm phước với cái tâm lực mạnh mẽ thì bắt đầu cái quả nó cho mình cũng một cách tốt đẹp mạnh mẽ. Còn bây giờ mình thấy người ta làm phước, mình cũng muốn làm phước, là cái này là cái tâm hỗ trợ rồi, rồi có đôi lúc mình có tiền nhưng mà mình cũng không có muốn lấy cái tiền của mình á để mình làm, mà mượn người ta để mà làm, rồi sau đó mình trả lại dần dần. Mà có đôi lúc có nhiều người á quên không có trả nữa ha. Thì nếu mà mình mượn mình để mình làm á thì chừng nữa cái phước nó trổ nó cũng dục dặt vậy đó. Ba hồi nó sắp sửa đến cái tự nhiên nó có sự cản trở, nó sắp sửa, mình thấy sắp sửa có cái lợi gì đó, cái tự nhiên có cái chuyện gì đó nó cản trở, còn nếu mà mình trả hết, mình mượn xong rồi mình trả thì cái quả nó cũng dục dặt nha ha. Còn nếu mà mình quên mà mình không trả thì rồi thì nó mình thấy cái lợi lộc nó sẽ đến nha, nhưng mà rồi cuối cùng nó dục mất, không có được cái gì hết đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta làm phước, mình gieo cái nhân nó như thế nào, thì cái quả nó sẽ như thế đó. Nếu mình làm với cái tâm đầy tâm tư, hợp trí, thì nó sẽ cho quả rất là mạnh. Rồi, nếu mà mình làm mà với cái tâm mà yếu đuối, phải có tự thân trợ hoặc là tha tâm trợ hoặc là cái tâm mình ba hồi thì muốn ba hồi giải lùi sụp thì mai mốt kết quả nó cho cũng vậy, nó
nó dục dặt tới, sắp tới rồi, sắp sửa tới rồi, nhưng mà cái tự nhiên nó có cái gì đó nó cản trở, cái hụt, không? À, đáng lẽ là trúng số độc đắc, nhưng mà vì cái tâm dục dặt vậy, nó trúng an ủi, không? Thành ra ra, hả, mình làm cái nhân như thế nào rồi quả như thế đó, đó cho nên là nếu chúng ta có sự hiểu biết với trí tuệ, khi mình làm thì mình làm với tâm hợp trí, đầy đủ tâm tư, thì nó sẽ cho quả rất là mạnh, tốt đẹp, rồi có sự cung kính nữa, thì như vậy á, thì sẽ có được hai cái phước, vừa phước vật mà vừa phước đức nữa. Có tài sản, có tiền của, rồi có nhiều người kính trọng, có thân bằng quyến thuộc đông, có cái địa vị ở trong xã hội. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Như Pháp, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Cũng cảm ơn cô rất nhiều trong cái việc mà bận rộn công việc, nhưng mà cũng bóp bài giúp cho gia sư trong cái việc mà giảng pháp được tốt đẹp. Cũng cầu mong cô có nhiều sức khỏe an vui để phục vụ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh rất là nhiều, và đáng kính cảm ơn Huynh Hành Pháp. Nhưng mà Huynh Hành Pháp cho Như Pháp mà hỏi một câu nữa nha. Nha, dạ, dạ, và Huynh Hành Pháp hoan hỷ nha. Dạ, mặt nhà, mặt Thượng Tọa Pháp Thanh, con cảm thấy như con muốn Thượng Tọa Pháp Thanh thấy con có nên chơi, có nên chơi thân cận với những người này hay không ạ? Dạ, dạ, cho con xin một tín hiệu. Con cảm nhận là con bị lợi dụng, mà con thì có tánh xấu lắm, con cúng dường, con cho ai bao nhiêu cũng được hết, nhưng mà người đó lợi dụng con dù 1.000 đồng thì tự nhiên con muốn tránh xa, con không muốn đến gần. Dạ, cái tánh này là bạch ngài, con có nên nuôi dưỡng nó không, hay là mình phải bỏ luôn cái tánh này, và nếu mình cảm thấy bị lợi dụng thì mình có nên chơi với những người này nữa hay không? Dạ, con kính nhân bích đến ngài. Dạ, dạ, con hết câu này, ngài trả lời con xong, ngài kính mời Huynh Hành Pháp nha. Hành Pháp nha. Dạ, cảm ơn, con tri ân ngài rất nhiều, con kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Tha Giá. Thì khi mà mình thấy cái lòng tốt của mình á bị người ta lợi dụng, thì ai cũng phải, ví dụ như một lần mình không nói, hai lần không nói, nhưng mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần, thì bắt đầu cái phiền não, cái phiền não, cái tâm mình nó bực bội, nó sẽ sanh trở lên, thấy không? Mà khi mà phiền não nó sanh trở lên thì sẽ có rất nhiều những cái điều không tốt đẹp nó xảy ra. Thành ra đó, ra với những cái chúng sanh mà họ có cái tâm lợi dụng á, thì thôi, mình tránh xa tốt hơn. Mình biết. Ta nói sao? Cái từ nhưng mà phải có trí tuệ chứ, thấy không? Đó. Còn nếu mà mình từ bi quá, rồi họ lợi dụng được, có nhiều khi á, mình bị người ta cười nữa, thấy không? Đó. Thành ra đó, từ bi thì phải có trí tuệ, mình phải hiểu biết vậy. Thành ra đối với những chúng sanh á, mà họ có cái tâm mà không có tốt đẹp, thì thôi, mình tránh xa cho tốt. Hay là ở ngoài đời ta nói chia tay sớm cho đời bớt đau khổ, thấy không? Chứ còn nếu mà mình cứ để cho người ta lợi dụng hoài, chẳng những là ấy rồi mình còn bị người ta coi thường, người ta chê cười mình nữa, trời ơi, bà ấy gì mà mình lợi dụng bà hoài mà bà không biết, thấy không? Đó, thành ra thôi đối với những người đó mình tránh xa cho nó tốt, để cái phiền não của mình nó không có dấy động, rồi nó ảnh hưởng đến cái tâm tánh, cái đời sống của mình nữa.
Cho nên là khi mà chúng ta biết những chúng sanh mà họ cái tâm không có được trong sạch tốt đẹp thì thôi, tránh xa thì tốt hơn. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Tát Giác. Dạ, sa thư sa thú, chúng con xin kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Stina rồi tiếp theo mời huynh hành pháp nhé. Dạ, bạch ngài, làm thiện thì thường gặp chướng ngại, làm sao vượt qua phiền não để duy trì tam tư hoan hỷ ba thời ạ? Dạ, Stina hỏi như vậy, con kính bạch ngài chia sẻ thêm cho Stina. Dạ, con kính dâng mic lên ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì khi mà trong đời sống hiện tại này đó, có những lúc á, có những lúc chúng ta muốn tạo trữ những cái công đức phước báo, muốn thực hành những cái thiện pháp, nhưng mà thường thường nó có những cái chướng ngại nó xảy ra. Thì sao? Bởi vì quá khứ mình cũng từng tạo những cái bất thiện à, rồi cái tâm trí mình á, về hiểu biết về Phật pháp á, nó cũng chưa có vững vàng à, cho nên á, là có những cái chướng ngại nó xảy ra. Thì là nói là hả, mà nhân trắng thì cho quả trắng, nhân đen thì cho quả đen, nhân có trắng có đen thì cho quả có đen có trắng. Tại vì trong quá khứ nhiều khi mình làm, mình cũng tạo thiện mà cũng có bất thiện à, cho nên á, cho nên bây giờ cái quả nó lẫn lộn nha à, có thiện mà cũng có bất thiện ha. Đó, thành ra mình biết vậy. À, bây giờ mình sẽ cố gắng ha. Hồi đó mình chưa biết thì mình tạo bất thiện nhiều, cái mình biết được á, thì mình tạo có thiện có bất thiện ha. Và một ngày nào đó khi mà cái trí tuệ mình càng vững vàng, càng mạnh mẽ thì bắt đầu sao, mình tạo cái thiện nó nhiều hơn cái bất thiện, thì nó mới lấn át được cái chướng ngại à, đó. Thành ra đó à, cái đời sống này nè, để mình, nó là phản chiếu lại những cái gì mà mình đã làm từ quá khứ à. Thành ra mình nói cho à, muốn biết mình đã gieo gì trong quá khứ thì mình nhìn cái đời sống hiện tại à, tại vì cái đời sống hiện tại này nó là quả của quá khứ mà ha. Cho nên mình muốn biết mình đã gieo gì trong quá khứ, mình phải nhìn vào cái đời sống hiện tại này. Rồi mình muốn biết mình gặt hái những gì trong tương lai thì mình xem ngày hôm nay mình đang gieo cái gì đó, thì mình phải biết. Khỏi cần đi xem bói, xem đồ hay là đi soi căn soi kiếp gì đó ha. Chỉ cần nhìn đó, nhìn cái đời sống này mình sẽ biết được à, cái đời sống người này hanh thông tốt đẹp là quá khứ đã từng tạo trữ nhiều cái phước báo à, đời sống người này mà khó khăn à, khổ sở là do tạo những cái bất thiện à, đời sống người này cũng có những cái lúc tốt đẹp nhưng mà cũng có lúc cũng à, thì vừa có tốt, vừa có thiện mà cũng vừa có bất thiện à. À, cho nên á, là bây giờ á, mình cố gắng nỗ lực, những cái chướng ngại á, là những cái quả xấu nó sẽ cản trở à, nhưng mà với trí tuệ mình phải vượt qua à, vượt qua tất cả những cái chướng ngại đó để mình cố gắng, mình nỗ lực mình làm à, thì như vậy đó mình sẽ dung bồi cái thiện nó mạnh hơn, rồi mình dung bồi
cái trí tuệ mình á, mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn, để làm được một cái thiền nó được trọn vẹn, tốt đẹp, để sau này cái quả nó cho mạnh mẽ, ổn định, tốt đẹp, càng ít bị chướng ngại. Ha? Cho nên á, là khi mà chúng ta làm á, thì tất nhiên do những cái chướng nghiệp, những cái bất thiện mình làm ở trong quá khứ, nó sẽ gây cái cản trở. Mà chính nhờ mình vượt qua những cái chướng ngại này thì cái sự trưởng thành, cái tâm mình càng lúc nó càng vượt lên mạnh mẽ hơn, sự nỗ lực tinh tấn càng mạnh mẽ, càng tốt đẹp hơn. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Thí Na. Dạ, bây giờ lúc cô nhiều sinh vui, giờ mời Hành Pháp. Nãy giờ chờ cũng hơi lâu ha, Quan Hỷ nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ ngài Pháp Thanh ạ. Dạ, toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, con cũng hoan hỷ ạ. Trong giờ học Pháp mà có nhiều câu hỏi và bàn luận nổi thì một điều ạ. Con chen chúc cái cô nhiều Pháp mới nãy, một số đôi khi một số mình người có trí họ thấy được cái việc mình làm phước á, thì đúng là mình đó là người có trí bởi mình biết cách. Còn những người mà không biết cách làm phước á, thì mình tội nghiệp cho họ. Còn bởi vì cái chính tâm cái tâm bất thiện nên là ra họ không biết cách với làm phước rồi không biết phước thì cái đó không có được cái thiện quả pháp về sau, thì kết quả sau này cũng họ cũng trôi ngục thì thật đáng thương. Nếu mình suy nghĩ được vậy thì mình dễ tha thứ rồi. Chứ còn nói mà để tha thứ thì nó cũng khó lắm. Phải có cái hướng tích cực tiến lên thì mình mới buông được thôi. Giờ còn câu hỏi của con là thường con mình được cái thân người á, thì đã rất là quý và khó hiếm, thường là phải tạo nhiều công đức rồi cũng phước cũng dày. Nhưng mà một số người mà thấy là con thấy là cái con tính bỏng sẻn á, bỏng sẻn đến mức là mình không thể dùng từ nào gọi là hơn là trong kinh mà Đức Phật cũng có đó. Như ngày vừa rồi mình mấy chuyện kể thì những người như vậy mà theo nghĩ là nó quân tập từ ngàn đời ngàn kiếp như vậy, mà cái bố thí là cái hạnh đầu tiên trong hình tất cả các cái hạnh pháp ba la mật, mà cái đó là giúp chúng ta giảm bớt tham rồi tạo nhiều thiện phước. Mà một người mà tâm tham nhiều như vậy thì bọn sẽ như vậy thì đã tu tích tụ ngàn đời ngàn kiếp thì không biết làm phước thì tại sao lại có được cái thân người ạ? Dạ. Không biết là với cái tâm tham bọn sẽ như vậy, nó tích tụ như vậy thì không biết là phước thì dễ bị đọa xuống súc sinh hay cái hàng ngạo quỷ nào ấy ạ? Dạ. Xin ngài giải thích cho con cái này ạ. Dạ. Đôi lúc thấy nó cũng nghịch trái ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Ngà Giả. Thì chính vì có những cái mà nó không có như cái sự suy luận của mình á, thành ra Đức Phật mới nói là nghiệp quả chúng sanh bất khả tư nghị. Tại vì là những chúng sanh mà còn phàm phu mà trắng đen nó lẫn lộn,
biết đâu chừng những cái người này là trong cái đời sống hiện tại này họ bỏng sẻn, nhưng mà trong quá khứ đó có một kiếp nào đó mà họ có khả năng họ quan hỷ, họ bố thí. Nhưng mà cái sự mà bố thí của họ thì nó quả quằn rất là ít, cho nên đó là chính nhờ cái phước đó mà đến lúc cái nó cho quả thì những chúng sanh này tái sanh lại làm người, hiểu không? Đó, cho nên đó là đa phần cái đời sống, cái nghiệp quả của một chúng sanh á còn là phàm nhân á, nó là một cái bức tranh mà rất nhiều những cái màu sắc nó lẫn lộn ở trong đó đó. Đó, nó có trắng có đen, có trắng có đen, nhưng mà đâu phải trắng hoài, hay là phải đâu phải đen hoài, cũng có những cái chỗ mà nó lam lam, nó nửa trắng nửa đen, hoặc là nó đậm nó nhạt rồi kia nọ đó, thì bị gì á là tại đâu phải chúng sanh bất thiện, hoàn toàn bất thiện, thấy không? Mà những chúng sanh mà thánh thiện thì đâu phải hoàn toàn thánh thiện, chỉ có mấy vị thánh á thì mới là hoàn toàn thánh thiện, cho nên lúc đó là các cái nghiệp lực của cái ngày á là nó hoàn toàn tốt đẹp, thấy không? Còn chúng sanh thì phàm phu thì nó lẫn lộn, có đậm có nhạt, có tối có sáng, có trắng có đen, nó đủ thứ tùm lum lắm mày. Đó, thành ra mình hiểu như vậy đó. Mặc dù những chúng này á là cái tiềm miên, những cái lậu hoặc trong đời sống này nó mạnh, những chúng sanh này bỏng sẻn, bỏng sẻn về dòng tộc, bỏng sẻn về cứu xứ, bỏng sẻn về tài sản, bỏng sẻn về trí tuệ, nhưng mà đều có cái đó, họ may mắn họ sanh được làm người là trong quá khứ họ cũng có từng tạo phước, có từng giữ giới, thành ra đó họ mới có mặt ở cõi nhân loại này. Là nói sao, ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt. Nếu mà chúng ta năm cái giới mà mình không giữ trọn vẹn tốt đẹp thì cái con đường mà nói là tái sanh làm người, làm chư thiên là không bao giờ có, chỉ đi bốn đường ác đạo mà thôi. Cho nên á là có những chúng sanh họ tạo trữ, nhưng mà cái nhân này nó ít nha, họ phải đi tái sanh ở những cõi khổ rất là lâu. Nhưng mà do quả quằn ở trong những cái kiếp sống, có một cái kiếp nào đó họ có tạo trữ những cái điều tốt đẹp, cho nên sau khi mà họ trả hết những cái nghiệp bất thiện ở trong khổ cảnh lâu dài, đến một lúc cái thiện pháp nó đến lúc nó cho quả, cho nên là những chúng sanh này tái sanh được làm người, thấy không? Cho nên á là cái bức tranh, cái nghiệp quả trong đời sống hiện tại này rất khó mà nói được lắm, tại vì á nó lẫn lộn, có đen có trắng, có xấu có tốt, mà chính nhờ những cái chủng tử tốt đẹp đó thì mới có khả năng để mà đưa chúng sanh tái sanh vào cõi nhân loại, trở thành làm người. Thì xin giải thích cái thắc mắc của thành pháp, và chúc Quỳnh nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, bạch ngài, có câu hỏi của cô Thiên Lạc ạ. Dạ, gia đình chúng con muốn ăn để cúng dường chư tăng, nhà bếp thì phải thử thức ăn để biết thức ăn đầy đủ gia vị, nhưng lại sợ thử trước vậy sẽ phạm tội ăn trước chư tăng. Như vậy chúng con phải làm sao để
để cho phải lẽ. Chúng con xin Ngài chỉ dạy cho chúng con. Dạ con kính dâng mắt đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì ở đây á, Đức Phật nói là cố ý, là tạo nghiệp. Bây giờ nếu mà một cái người đầu bếp mà làm mà không có nêm nếm á, thì coi đôi lúc là cái thức ăn nó không có đạt, thấy không? Cho nên á là khi mà mình muốn thử mình nêm nếm á, là cái tại ý mình lấy thôi, cái là mình lấy chút xíu và mình đổ vô cái chén, cái chén riêng rồi mình sau khi mình nếm mình bỏ ra, mình không có đổ cái đó trở vô trong cái nồi, thấy không? Mà quan trọng là lúc đó là cái tác ý mình chỉ thử mình nêm nếm, chứ không phải mình tác ý là mình ăn. Nếu mà cái tác ý là mình ăn trước thì mình mới phạm tội, mình mới phạm giới, thấy không? Còn cái này mình tác ý mình thử để mình biết được coi chừ nó cái thức ăn nó có vừa chưa, nó nhạt hay nó mặn như thế nào, để mình biết, để mình xử lý cho cái thức ăn nó hợp lẽ. Thì cái quan trọng là cái tác ý của mình. Còn chừng nào mà mình thấy thôi bây giờ mình làm nãy giờ đói bụng quá, bây giờ mình xin miếng mình ăn trước, thì cái đó là phạm đó, cái tác ý đó sai trái rồi. Tức là chúng ta có cái tác ý cúng dường đến chư tăng nhưng mà chưa cúng dường mà mình ăn trước thì như vậy sẽ phạm. Còn cái này, cái tác ý là mình chỉ thử để biết nó có vừa dặn chưa, nó nhạt hay mặn, nó ngọt gì đó, để biết, để mình xử sự cái vật thực để cho nó vừa, thì như vậy thì mình đâu có phạm, thấy không? Thành ra đó, cái điều quan trọng là do cái tác ý mình mà nó phạm hay không phạm. Mình phải xem xét cái tác ý ngay cái thời điểm đó thì mình sẽ biết được. Xin giải thích cái thắc mắc của cổ Thiên Lạc, và chúc nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thứ, chúng con xin kính tri ân Ngài ạ. Dạ con xin được kính mời bàn tay của đạo tràng. Dạ thưa Ngài, có những lúc ấy con thấy con người ta đến bộ quần áo mới mà mua về họ cũng cất, họ không mặc cái thưa sư. Họ cứ để dành á, để dành mãi, như kiểu để dành cho nó mới á, mặc sợ nó cũ á, thưa sư. Thì như là con thấy là họ thiểu dục chi túc và họ sống bỏn xẻn hạt tiện, thì nó có cái gì khác nhau không thưa sư? Dạ con kính mong sư chỉ dạy cho con ạ. Con xin kính mời bàn tay của đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì mình phải biết là thiểu dục tri túc, tức là mình không có cái đời sống mà nó cầu kỳ quá, nó rườm rà, nó tiện nghi, nó nghi thức quá, thấy không? Đơn giản thôi, vừa phải với cái phước báo của bản thân mình. Thì như vậy đó là nó là cái người sống tri túc. Còn cái người bỏn sẻn thì họ không phải là tri túc, mặc dù là họ có nhưng mà không có dám xài,
mà họ cũng không dám giúp đỡ ai, họ không dám cho ai hết á, thấy không? Còn cái người tri túc á thì người ta có thể là sống chừng mực vừa phải, không phung phí, nhưng mà khi mà người ta thấy cái người khác mà cần, người ta sẵn sàng người ta giúp đỡ. Khi cúng dường đến Tam Bảo, người ta sẵn sàng người ta cúng dường cách mạnh mẽ, ha. Mặc dù đời sống người ta thì nó rất là dễ sẻn, ha. Nhưng mà khi mà làm phước thì người ta làm rất là mạnh mẽ, người ta làm không có so đo tính toán gì nữa. Khi mà cái việc thấy cần làm là phải làm, phải không? Bây giờ á, có những lúc mình sống tri túc chứ đâu, lúc mình cũng phải thỉnh thoảng mình cũng phải ăn ngon, đôi lúc mình cũng phải đi chơi, đi thăm thân bằng quyến thuộc, rồi mình cũng phải giúp đỡ bà con đồ này kia nọ khi mà mình thấy người ta khốn khó, rồi khi mà có dịp mà cúng dường đến Tam Bảo rồi đó thì mình cũng phải mình làm, thấy không? Thì như vậy đó, cái lỗi là tri túc. Còn cái người mà bỏng sẻn là trái ngược, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, giúp đỡ ai cũng không, chứ đừng nói tới cúng dường bố thí gì hả. Đó, thành ra là nhìn qua đó để mình phân biệt cái nào là chấp thủ bỏng sẻn, còn cái nào là người ta sống này tri túc với cái đời sống. Nhưng mà cái tâm lực của ta đối với những cái thiện pháp, cái thiện sự, người ta làm rất rất là mạnh mẽ, thì hai cái nó sẽ khác nhau để chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta nhìn và phân biệt được. Xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Môn Lào Cai. Thầy chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Thầy. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Thầm Mài, dạ, Nam mô Sang Khai, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng, dạ, cũng gần hết giờ, dạ, con xin có một cái câu hỏi, dựa theo câu hỏi của cô Tina khi trước hỏi. Dạ, thưa bà Sư, thí dụ như con chuẩn bị thức ăn để đi cúng dường trại tăng, mà cái phần nêm nếm á, thì con đã nghe sư giải thích rồi. Còn bây giờ con nấu món ăn mà con tác ý là con phải đem để là phần nào đi cúng dường thì đi, còn phần nào con để lại cho gia đình, thí dụ chồng con ăn trong ngày đó, thì con ý là cái phần nào con đem đi, thì con nói là cái phần này con kính đem đến để dâng cho chư tăng, còn phần này thì con để lại cho gia đình ăn. Thì như vậy đó, con có phạm cái tội ăn trước hay là phạm tội gì không, bạch sư? Dạ, xin sư giảng giải cho con, giải thích giùm cho con hiểu. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Khai, dạ. Thì giả dụ như bây giờ cô làm một cái món ăn nào đó ha, với cái tác ý là dân cúng chư tăng và để lại gia đình ha. Thì sau khi mà mình nấu xong đó, thì bây giờ cái phần nào mà để dân cúng á, mình để ra riêng, mình làm để ra riêng, mình múc trước để ra, và mình sẽ đem cái vật thực này. Còn cái vấn đề này mình để lại gia đình ăn thì mình ăn đâu sao. Chừng nào nếu mà mình tác ý là mình dâng cúng còn một phần để gia đình ăn, nhưng mà mình ăn trước, mình không có múc chừa riêng ra, mà mình ăn múc mình ăn trước, rồi cái phần còn lại mình mới đem dâng cúng, thì cái đó là
ta là bao giờ mình ăn trước, còn bây giờ mình đã tắt ý rồi, cho nên nó là sau khi mình nấu xong mình múc cái phần đó mình để riêng ra, mặc dù là thí dụ ngày mai mình mới đem lên dân cúng để bát cho sư tăng, nhưng mà bây giờ mình múc riêng mình để ra, rồi phần còn lại mình ăn thì đâu có sao, không? Đó. Thí dụ như bây giờ trường hợp á, cô muốn mua những cái bánh, ha, mua bánh thì khi mà cái người mà thợ làm bánh đã làm ra rất là nhiều, thấy không? Bây giờ cô mua cái nào thì người ta sẽ bán cái đó rồi cô đem cô dân đến chư tăng. À, trước đó thì ông thợ ông này cũng bán bánh cho nhiều người ấy, nhưng mà người ta không có tác ý đến cái vấn đề cúng dường, ha. Còn cô thì tác ý là mua cái vật này để cúng dường thì cô đem cái đó cúng dường, ha. Đó, thành ra mình phải phân biệt. Bây giờ mình lại nhà hàng, mình kêu người ta bây giờ làm cái món này để mình đem đến dân cúng, nhưng mà trước đó nhà hàng ta cũng bán buôn ta làm rất là nhiều rồi. Bây giờ mình mua cái thức ăn này để mình đem đến dân cúng thì mình đem mình dân cúng cái phần đó, không? Thành ra đó, nhưng mà khi mình mua mà mình ăn trước cái đó là phạm. Còn cái tác ý mình mua mình cúng dường, còn cái vấn đề mà ta nấu nước ta bán buôn ta đâu có phạm gì đâu. Thành ra phải hiểu như vậy, tức là bây giờ mình tác ý mình làm cái thức ăn này một phần để dân cúng thì mình sẽ chia ra cái phần nào dân cúng chư tăng mình đem ra để riêng, mình múc trước khi mình ăn những cái này để riêng ra để ngày mai đem lên chùa cúng dường chiều là cái ngày nào thuận tiện đó mình đã tắt ý rồi thì mình tách riêng ra, còn cái phần còn lại mình sử dụng thì cái đó nó không phạm, ha. Chứ đừng có mình nấu xong rồi cái bắt đầu mình đo mình muốn mình ăn trước như vậy đó là cái mới gọi là ăn trước. Anh em phải hiểu biết để mà phân tích để mình thấy được để mình tránh những cái lỗi lầm không đáng có, rồi nó làm tổn giảm cái của mình. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Meta. Chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con kính cảm ơn sư rất là nhiều. Rồi dạ, thưa, bây giờ cũng còn chút xíu giờ, con xin hỏi thêm một câu nữa bạch sư. Thí dụ như trong gia đình thì cũng có những đứa trẻ, mấy đứa cháu nó còn nhỏ. Rồi thí dụ như nó thấy con làm món bánh hay là con nấu món gì đó thì nó xin con tác ý là nấu món đó để đi cúng dường, nhưng mà chưa có đi. Thí dụ ngày mai con mới cúng dường, bữa nay con làm thì nó lại xin con, nó nói bà cho con một cái đi, con thèm quá, thì con phải làm sao đây thưa sư? Dạ, xin sư giải thích cho con hiểu chỗ này nữa. Con có thể là con lấy riêng ra, con tác ý là con lấy cái phần để riêng để cúng, còn cái phần còn lại thì con lấy con cho nó, thì chắc là con cũng không có phạm, phải không? Phải không thưa sư? Dạ, xin sư chỉ dạy cho con chỗ này. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mài á, thì cũng vậy á. Khi mà mình nấu mà bây giờ mình tác ý cúng dường đến chư tăng, mình đã tách rời cái phần để mà cúng dường riêng ra rồi, ha. Mình tách rời cái phần mà cúng dường riêng ra trước khi cho mấy đứa nhỏ ăn, thì như vậy thì mình không có phạm. Tại vì cái tác ý là bây giờ cái phần này nè mình dâng cúng đến chư tăng là không có cho ai đụng tới, ha. Còn cái phần còn lại
À, thì bây giờ á, cho mấy đứa nhỏ mà ăn ở trong gia đình mình sử dụng thì nó không có phạm à. Đó, còn còn mà nó khóc la quá rồi mình múc mình chưa có chia cái phần ra, mình chưa có chia cái phần mà để dân cúng chư tăng à, mà mình múc mình để cho mấy đứa nhỏ đó, thì như vậy là mấy đứa nhỏ nó bị phạm mà. À, cô cũng phạm nhưng mà mấy đứa nhỏ nó bị phạm đó, cho nên mình biết à, bây giờ khoan á, để bà à, để má múc riêng ra để cái phần này để cho chư tăng rồi rồi hả cho mấy mấy đứa con mấy đứa cháu ăn đó, thì như vậy thì không có phạm ha. À, bây giờ thì thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ à, xin mời cô Pháp Môn Lao Cai sám hối Tam Bảo. Thầy sư xin thay mặt chư tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. À, với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể thân an, chúc tất cả quý tôn nữ quý tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo học pháp thảo luận Phật pháp, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. À, bây giờ xin mời cô Pháp Môn Lao Cai. Nam mô thầy ạ. Dạ, sa thú, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng buổi pháp ngày hôm nay và trả lời những câu hỏi thảo luận của đạo tràng để cho chúng con có được nhiều sự an vui, nhiều sự lợi ích lâu dài. Dạ, một lần nữa chúng con xin kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ đã hiện diện trong Zoom. Con kính cảm ơn đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp. Sau đây con có một Lào Cai xin phép thay mặt đạo tràng tụng sám hối Tam Bảo và thỉnh ngài tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ, con xin phép được tụng kinh sám hối Tam Bảo. Uttamang ghe na wan de hang ba da bang sung wa rút ta măng bút thề yô khá lý tô đô sô bút thô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê na quan đề hằng thầm mạnh cha đô vi thẳng qua rằng thầm mê yô khá lý tô đô sô thầm mô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ Pháp bảo là Pháp học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp bảo, quý xin Pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê na quan đề hằng sang khanh cha đô vi thốt ta măng sang khê yô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Con xin lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, quý xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mắt đến thượng tọa Pháp Thanh để kính mong sư tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con tràn đầy phước báo trong ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Xin thay mặt chư tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba bhutani vavena sadanso te bhavantu te bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhammani vavena sadanso te bhavantu te bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sanghani vavena sadanso te bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu sanh chư thiên hộ trì định người do nhờ oai đức của chư Phật, cho nhờ oai đức của giáo pháp, cho nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thú, con kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã tự kính chúc phúc cho đạo tràng chúng con kính thỉnh ngài nghỉ ngơi ạ. Con kính chúc ngài thân tâm luôn an lạc, đạo quả sớm viên thành. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng hồi hướng sau khi nghe pháp.
Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, buổi học pháp hôm nay đến đây xin được kết thúc. Trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay con có điều gì sơ sót, kính mong quý sư cùng toàn thể đạo tràng hoan hỷ bỏ qua cho con. Thân mời quý đại hữu trở lại sinh hoạt cùng Dung Phật Giáo Nam Truyền hàng ngày vào hồi 4:30 đến 6:30 sáng giờ Việt Nam. Sau đây con xin gửi mic đến Ngài Trí Đức để Ngài đóng Dung kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến Ngài. Sa thú, sa thú.